Khoan đã, tôi không đồng ý. Khải, người ta như nào cũng cần phải sự đồng ý của cô à? Phá hỏng ngày vui người khác như thế là vô đạo đức lắm đấy, cô biết không? Tôi chỉ không muốn chủ tịch bị một đứa con gái lẳng lơ như thế thôi. Này, hôm nay đi ăn cưới vui thật đấy. Nhưng mà tự nhiên lại gặp phải người đáng ghét, cứ như là đang ăn cơm cứ phải rủi. Cậu đang nói ai đấy? À, đừng có hiểu lầm, tôi không nói cậu đâu. Nhưng mà đúng là có việc tôi phải góp ý với cậu đấy. Cậu đi ăn cưới gì mà ăn mặc quê mùa thế, làm tôi mất hết cả mặt. Tôi mặc thì liên quan gì đến cậu? Sao lại không liên quan? Cậu nên nhớ, cậu là lớp trưởng. Bây giờ đi ăn cưới bạn cũ, ăn mặc quê mùa như thế làm mất mặt cả cô dâu lẫn cả lớp mình luôn đấy. Nếu mà không có tiền mua đồ mới thì nói với tôi một câu, lần sau đi ăn cưới tôi vứt đồ cũ của tôi cho cậu mặc. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà gu của tôi và gu của cậu khác nhau. Thì tôi cũng chỉ có lòng tốt muốn giúp đỡ cậu thôi mà, chứ ăn mặc quê mùa như này á không hợp với cả đám cưới đâu. Còn tôi thì thấy ăn mặc kín đáo lịch sự như vậy là phù hợp rồi. Còn cậu ấy, biết là đám cưới của người ta rồi thì ăn mặc lồng lộn, trang điểm lồng lộn lên làm gì? Định lấn át cô dâu á? Như thế thì phép lịch sự để đâu? Trông kìa, cái túi cậu dùng chả ra làm sao cả. Đúng là túi của người nghèo dùng có khác, chả có tí thương hiệu tên tuổi nào hết. Tôi thấy thích là được, đâu phải là đồ hiệu đắt tiền thì mới được đâu. Chọn đồ ấy thì chỉ cần chọn đồ phù hợp với mình thôi là được rồi. Thôi, tóm lại từ nãy đến giờ đứng đây nói cũng chỉ là cậu không có tiền để mua những thứ đắt đỏ thôi chứ gì. Nếu như cậu không biết ý, thì cậu nên tìm hiểu, đừng để người khác cười cho. Người thông minh là người biết lựa chọn đồ phù hợp với mình, còn những người ham hư vinh ý, thì mới chạy theo mốt thôi. Tôi vẫn còn nhớ ý, là trước đây kể cả tôi có nói cậu, bắt nạt cậu như thế nào cậu cũng ngồi im nghe cơ mà. Thế mà mới có mấy năm miệng lưỡi đã sắc sảo quá nhở. Không phải là dùng vốn tự có để được đại gia nó bao nuôi đấy chứ. Con người ấy, ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian thôi. Nhưng mà cái miệng lưỡi của cậu ấy vẫn đâm chọc người khác như ngày nào. Thôi nhưng mà thật, nghe nói là bây giờ cậu đã được làm ở SPM rồi đúng không? Tôi còn nhớ là ngày xưa học cấp 3, lúc nào cậu cũng trong diện hộ nghèo, phải dùng tiền đóng góp của chúng tôi mới học được hết cấp 3 cơ mà. Thế mà sau đấy lại có đủ tiền để học hết 4 năm đại học, rồi lại còn vào được cả công ty lớn như thế này nữa. Nói là không đánh đổi thứ gì ấy thì khó tin quá. Lời nói của cậu ấy đúng là trước sau bất nhất, ai mà nghe nổi chứ. Từ đầu thì chê tôi nghèo khó, ăn mặc quê mùa, xong bây giờ lại nói ám chỉ tôi có đại gia bao nuôi. Mục đích của cậu ấy cũng chỉ để tôi bẽ mặt thôi đúng không? Nhưng mà tôi lại không quan tâm đến việc cậu nghĩ gì và cậu có tin tôi hay không. Miễn sao là tôi không thấy hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Này, tôi nhớ ấy là cậu phải học cấp 3 bằng số tiền mà chúng tôi đóng góp. Thế thì bây giờ được như ngày hôm nay, trả ơn đi chứ. Cậu muốn đòi lại tiền? Tiền thì thôi, cậu giữ lấy mà mua đồ cho bớt phèn đi. Công ty Aima đang có một dự án lớn, mà tôi nghe nói là SVM cũng muốn có một chân. Vừa hay, công ty tôi lại cũng đang có hứng thú với dự án này. Hay là bây giờ cậu làm tay trong cho tôi, tiết lộ bảng giá của SVM, thế thì tôi sẽ cho cậu một khoản khá lớn đấy. Cậu muốn tôi làm nội gián? Đừng có vội từ chối. Số tiền mà tôi cho cậu ấy đủ để cậu đập đi xây lại cả người đấy. Tôi đâu có nói là tôi từ chối chứ, phần thưởng hấp dẫn thế cơ mà. Cậu đúng là thay đổi thật rồi đấy lớp trưởng ạ. Tôi đã nói rồi, con người sẽ thay đổi theo thời gian. Nếu như không phải là tôi ý, thì cậu cũng sẽ nhờ một người khác. Thì tội gì tôi phải như vậy đúng không? Được, vậy thì tôi đợi tin của cậu đấy nhá. Được thôi. Này, cậu dám chơi tôi à? Cái bảng giám cậu đưa cho tôi là giả mà.
cậu có biết là chỉ vì cậu mà tôi mất việc rồi không? Còn công ty cậu thì sướng rồi, tự nhiên lại được ngồi mát ăn bát vàng, lấy được dự án với giá rẻ. Đúng là cái đồ thâm độc mà. Nếu như cậu không dở trò trước ý, thì cũng không gặp quả báo như ngày hôm nay đâu. Mà tôi cũng chỉ tương kế tự kế, vậy ông đập lưng ông thôi mà. Chú danh này, tôi với cậu đều là người ăn học đàng hoàng, đừng có ăn nói như thế. Mà tôi nói cho cậu biết nhá, tôi không phải đứa nhút nhát để cậu dễ bắt nạt như ngày trước đâu. Bây giờ cậu tử tế với tôi thì tôi sẽ tử tế lại. Nếu không thì cậu đừng có trách. Mày được lắm, rát được vàng lên người rồi, bây giờ bắt đầu vênh váo với tao chứ gì. Mày cứ đợi đây, chuyện này còn chưa xong đâu. Dương ơi, đây là My. Từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc ở đây. Có gì em giúp đỡ bạn ấy hộ anh nhá. Chào Dương, lâu rồi không gặp. Ồ, thế là hai người quen nhau từ trước rồi à? Vâng ạ, bọn em học cùng cấp 3, bọn em thân nhau lắm đấy ạ. Trùng hợp nhờ, thế thì càng tốt. Anh mong là sự hợp tác giữa hai người sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công ty nhá. Em sẽ cố gắng ạ. Thế thôi, Dương, em chỉ bảo My giúp anh nhá. Dạ vâng ạ. Làm việc tốt nhá. Cô đến đây có mục đích gì? Còn có mục đích gì được nữa. Tôi bị đuổi việc cho nên là sang công ty khác làm thôi. Mà đúng lúc lại thấy SVM đăng tin tuyển dụng. Tôi mong ấy là cô hãy yên phận. Tôi và cô, người nào làm tốt công việc của người nấy. Nếu như cô không đụng đến tôi thì tôi cũng sẽ để cô yên. Yên tâm đi, tôi bây giờ cũng chỉ muốn yên ổn mà kiếm tiền thôi. Tôi sẽ không đụng đến cô nữa đâu. Gần 12 giờ rồi mà nghỉ đi ăn trưa đâu nhở? Bụng đói là làm việc không hiệu quả đâu đấy. Vâng, nhưng mà đợi em một chút, em làm nốt việc đã. Trưa nay mọi người muốn ăn gì nào? À, trời mát thế này, đi ăn lẩu đi. Được, ăn xong đi làm tách cà phê hợp lý đấy. Ok luôn. Em muốn đi cùng bọn anh không? Tiếc quá, em có hẹn rồi nên là em không đi được. Tiếc nhở. Thế thôi, bọn anh đi nhá. Đi. Em cũng xong việc rồi, đi. Hóa ra trèo cao như thế là vì có giám đốc trứng lửng à? Được rồi, nếu mà mình cua được giám đốc ý, thì sẽ trả thù được cô ta. Đã no không? Trùng hợp thế, hai người cũng ở đây à? Mà em ngồi đây không phiền hai người chứ? Cứ ngồi đó đi. À, chết rồi, lúc nãy tôi ăn cơm bị trôi son mất rồi. Cậu có gương không? Cho tôi mượn với. Hôm nay tôi không mang mất rồi. Này, cái túi này của cậu chắc là đắt lắm đấy nhở? Mà lương của nhân viên bình thường thì chắc chắn là không mua được rồi. À, chắc là anh Hải mua cho cô ấy đúng không? Mà em nghe nói là những cô gái đào mỏ hay nói là tìm được bạn trai giàu cứ như là có được máy rút tiền ý. Có khi cũng là như thế thật đấy. À, tôi không có ý nói cậu là đào mỏ đâu. Cậu đừng hiểu lầm nhá. Cái túi này ý, là Dương tự mua, chứ anh không mua cho Dương đâu. Làm gì có chuyện đấy được nhở? Lương của chúng ta làm sao mà đủ để mua được cái túi như thế này? Hay là cậu có cách kiếm thêm à? Chỉ cho tôi với. Nhưng mà chúng ta đi làm bận tối ngày, chỉ có mỗi buổi đêm là rảnh thôi. Ô, thế cậu không ngủ mà đi kiếm tiền à? Đêm ý, cũng có cách kiếm tiền của đêm mà. Nhưng mà tôi nghĩ là cậu không làm được đâu. Tại sao lại không? Thì không đủ xinh đẹp thì sao? Tôi đùa có tí thôi mà cậu làm gì ghê gớm thế? Anh Hải này, người yêu anh đúng là đanh đá thật đấy. Thế mà anh cũng chịu được. Phải người đàn ông khác nhá, là họ không để yên cho người yêu mình làm như thế đâu. Họ sẽ cảm thấy rất là mất mặt bởi vì người yêu mình hung dữ như thế đấy. Căn bản là cái tính của anh nó hiền, cho nên là anh cần có một người mạnh mẽ ở bên cạnh. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy,
Nếu cậu mà lên muộn ý, thì sẽ bị trừ lương đấy. Thế còn cậu thì sao? Tí nữa Dương sẽ đi cùng anh đi gặp khách hàng luôn. Thôi được rồi, tôi đi trước. Cô bạn này như là không thích em lắm thì phải. Không những thế, cô ta cũng chính là người dụ dỗ em làm nội gián trước kia đấy. Đã làm chuyện xấu lại còn tìm nhầm người à? Đen cho cô ta thôi đấy. Mà đây hình như là cái cô bạn ngày xưa em hay kể với anh là bắt nạt em ở trường ấy đúng không? Đúng vậy. Đáng lẽ không nên tuyển cô ta vào đây mới đúng. Tất cả là do cô ta tự tạo ra mà chuốc lấy. Nhưng cô ta bị đuổi việc một phần cũng do em. Nên là nếu như không có gì to tát ý, thì thôi anh cứ kệ cô ấy đi. Em lại tốt bụng không phải lối rồi. Nhưng mà anh thấy cô ta nó có một cái rất đúng nhá. Lẽ là em ghê gớm thật đấy. Anh này chỉ biết trêu em thôi. Dương đâu rồi em? À, chủ tịch vừa mới gọi cô ấy vào phòng rồi ạ. Ồ. Anh Hải này, nghe nói là anh thích uống cà phê, em vừa mới pha đấy, anh muốn uống thử không ạ? Anh bị dạ dày, thế là Dương không cho anh uống nữa. Anh đúng là chiều người yêu thật đấy, chuyện gì cũng nghe theo cô ấy. Giá mà em gặp được anh sớm hơn cô ấy thì tốt, tiếc quá. Không phải tiếc đâu, bởi vì em có đến sớm hơn ấy thì anh không thích em đâu. Chết giận này, tưởng tôi thèm à? Mi ơi, Dương đâu rồi? Suốt ngày Dương, ai cũng Dương thế. Nghe tôi đã thấy bực cả mình rồi. Này, tôi không biết là cậu với cô ta có vấn đề gì với nhau, nhưng mà Dương là vợ của chủ tịch đấy, đừng có mà gây sự với cô ấy, không hay đâu. Cái gì? Vợ của chủ tịch á? Thế không phải cô ta là người yêu anh Hải à? Người yêu anh Hải làm sao được? Anh Hải và anh Vũ là bạn thân với nhau. Chính anh Hải ấy còn giới thiệu Dương cho Vũ cơ mà. Cảm ơn vì thông tin hữu ích này nhá. Đồng nghiệp với nhau, nhắc nhở nhau là chuyện bình thường. Mà này, đưa cái tài liệu này cho Dương hộ tôi nhá. Ok, cứ để đấy đi. Dành con. Dám một chân đạp hai thuyền à? Được rồi, cứ đợi đấy. Sao cậu nhìn tôi lạ vậy? Vào phòng chủ tịch lâu thật đấy. Hết người nọ đến người kia tìm cậu đấy. Ai tìm tôi? À, phòng bán hàng đưa tài liệu cho cậu. Với cả là anh Hải tìm cậu nữa. Nhưng mà không biết có việc gì đâu. Đi đâu đấy? À, thì tôi vào phòng anh Hải. Sao cậu nhìn tôi lạ thế? Làm chuyện xấu cho nên là sợ người khác nhìn à? Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Mau đi đi, đừng có để người ta đợi lâu, người ta sốt ruột đấy. Mi, nghe gì chưa? Ngày hôm nay chủ tịch Vũ cầu hôn cô Dương đấy. Mà nghe nói nhá, nếu mà chỉ cần Dương đồng ý thôi là chủ tịch Vũ sẽ mời cả công ty đi ăn luôn. Mà chắc chắn thảo nào Dương chả đồng ý mà. Chưa chắc đâu. Dương, em có đồng ý làm vợ anh không? Có đồng ý để con em sau này mang họ của anh không? Có đồng ý làm chủ hết tài sản của anh và cả anh nữa? Vâng, em đồng ý. Khoan đã, tôi cũng đồng ý. Này, người ta đi nào cũng cần phải sự đồng ý của cô à? Phá hỏng ngày vui người khác như thế là vô đạo đức lắm đấy, cô biết không? Tôi chỉ không muốn chủ tịch bị một đứa con gái lẳng lơ như thế lừa dối thôi. Mà anh làm gì có tư cách để lên tiếng ở đây? Cô Mi này, tôi mong là cô sẽ tôn trọng vợ chưa cưới của tôi. Và cũng hy vọng là cô đừng có đặt điều sang bậy gì về cô ấy cả. Chủ tịch, anh đừng có mù quáng như thế. Anh yêu chiều cô ta như vậy mà cô ta có biết điều đâu. Lại còn dám đi mèo mả gà đồng sau lưng anh nữa.
Anh có biết không? Ngoài anh ra ấy, cô ta còn lang thang với một người đàn ông khác bên ngoài đấy. Này, đừng có ăn nói vớ vẩn nhá. Hủy hoại danh danh người khác như thế là nghiệp nặng lắm đấy. Sao anh bênh cô ta kinh đấy? Chả nhẽ anh với cô ta có gì với nhau à? Minh, anh Hải và Dương chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi. Cô ăn nói linh tinh là bị đuổi việc đấy. Tôi đã bảo với cô rồi, anh Hải với Dương thật ra là chị... Thôi, cô đừng có cản tôi nữa. Hôm nay tôi phải vạch trần bộ mặt hồ ly tinh của cô ta ra. Chủ tịch, nếu như tôi đặt điều, tôi sẽ tự xin nghỉ việc, không cần anh phải đuổi đâu. Cái thứ làm đĩ như cô ta ấy, không xứng có được anh đâu. Này Phong My, cô ấy xứng hay không ấy, thì tôi là người biết rõ nhất đấy. Anh cứ để cô ta nói đi. Cô ta luôn miệng nói xấu em. Để xem, cô ta có bằng chứng gì không? Sao lại không? Nếu mà không ấy, làm sao mà tôi dám nói chẳng bậy được. Tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ta đi qua đêm với một người đàn ông đấy. Anh xem đi. Sao? Hai người sợ rồi chứ gì? Này, sáng cô đi làm cô đã uống thuốc chưa đấy? Có cần là tôi phải đặt cho cô một chỗ trong bệnh viện tâm thần không? Hả? Anh lại còn dám giả mồm nữa à? Chủ tịch, cô ta làm như thế với anh mà anh vẫn còn để cho anh ta to mồm như thế được à? Cô My này, chuyện cô xích mích với Dương tôi biết rất rõ. Nhưng mà cô nên nhớ, cô vào được công ty này một phần là Dương đã nói đỡ cho cô. Cô đừng có để cho người khác muốn thương cũng không thương nổi như thế. Bọn họ đã qua đêm với nhau như thế rồi mà anh vẫn còn bỏ qua được nữa à? Lòng dạ anh đúng là bao la thật đấy. Thế mà anh không biết là cái sừng của mình đã cao lên tận nóc nhà này rồi à? My, nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Anh Hải và Dương là anh em với nhau đấy. Bọn họ ở chung nhà với nhau là chuyện đương nhiên cơ mà. Cái gì? Sao lại như thế? Rõ ràng là lúc nãy... Cô tự nhận định như thế, cô hiểu chưa? Tôi không có nghĩa vụ để đi giải thích người như cô cả. Và cô hiểu nhầm tôi là bạn trai của Dương cho nên là quay ra tán tỉnh tôi. Tôi đâu có ngu nói sự thật. Tôi mà nói ra sự thật ý, thì cô lại quay ra ve vã thằng em rể của tôi này. Lúc đấy tôi biết làm thế nào. Sao cô không nói với tôi? Tôi vừa định nói với cô chặn ngang họng của cô My. Khi nãy cô nói là nếu mà cô nói sai, cô sẽ tự động xin nghỉ việc phải không? Vậy thì xin mời, chúng tôi không tiễn đâu. Không được đâu, trong một tháng bị đuổi việc cũng hai lần, lại còn là hai công ty lớn nữa. Sau này tôi phải xin việc như thế nào? Thế mới nói là có anh tôi là ác giả ác báo. Việc cô làm ra thì cô phải tự chịu thế thôi. Lan Anh, giúp anh đưa cô đi ra ngoài. Hôm nay là ngày vui, chúng ta không thể mất hứng như thế. Nào đôi chim cu, tiếp tục đi. Xin chào các bạn. Các bạn vừa xem xong một tập phim của SVM TV. Nếu như thấy hay ý, thì hãy cho chúng tớ biết ý kiến của các bạn ở tập phim này nhé. Sắp tới chúng tớ sẽ có một series phim rất là hay, rất là đặc biệt luôn. Nếu như yêu thích mình hay là những diễn viên khác ở trong công ty, các bạn có thể tìm link Facebook của chúng tớ dưới phần mô tả nhé. Ngoài ra, các quý nhãn hàng nếu như muốn liên hệ quảng cáo, hãy liên hệ với hotline và email của công ty, cũng sẽ được đặt ở ngay bên dưới này thôi. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ chúng tớ trong suốt thời gian vừa qua. Nhớ like và subscribe kênh của chúng tớ nhé.